Đây là độ sáng 1300 lumen ở trên cái cây đèn Nectok V83. Đây là độ sáng 350 lumen này. Đây là độ sáng 25 lumen. Mình tắt đi này. Đó, các bạn thấy không? Cái ngõ rất là tối. Khi chúng ta bật lên đó thì đèn nó sẽ luôn vào cái độ sáng 350 lumen nha. Đây là một cái độ sáng nó phù hợp để sử dụng hàng ngày. Bởi vậy thì nhà sản xuất người ta đã thiết kế sẵn rồi. Cứ bật lên nó sẽ vào độ sáng này. Còn khi chúng ta nhấp lửa nút đó thì nó sẽ luôn vào cái độ sáng cao nhất này. Đó, đây là cái chế độ sáng tạm thời. Đó, mỗi lần bật lửa nút chưa cần kích cho bạn, bạn thấy không? Nó không phát ra một cái tiếng kêu nào cả thì nó sẽ luôn sáng ở độ sáng cao nhất 1300 lumen. Đó, bấm xuống thì 350 lumen này. Còn đây là cái chế độ strobe. Đó, bạn thấy không? Chế độ strobe của Nectok V83 cũng khá là uy lực này. Đó, cái tần số nó thay đổi rất là chói mắt các bạn. Còn để kích hoạt cái nét xanh đỏ trên đèn đó, trên cái đầu đèn này này, thì mình sẽ giữ cái nút này trong khoảng 1 giây. Đó, các bạn thấy không? Rất là sáng. Các bạn có thể thấy chúng ta vừa có thể kích hoạt cái led chính cũng như là kết hợp với lại cái led bên cạnh. Nhìn cái hiệu ứng rất là đẹp đúng không ạ? Đây là một cái cây đèn mình rất là thích các bạn. Đây, độ sáng thấp hơn này. Độ sáng 25 lumen này. Đó, sáng nhất này. Đó, vừa sáng vừa đổi được cái đèn luôn các bạn. Các bạn có thể thấy cái ánh sáng nó nhấp nháy đúng không ạ? Mình đang để cái cây đèn ở cuối ngõ một cái khoảng cách rất là xa. Với cái độ sáng 2 lumen ở trên cái nét xanh đỏ này này thì không hiểu sao nó rất là rõ các bạn. Có thể làm một cái đèn báo hiệu rất là ok đúng không ạ? Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn cái sản phẩm mới của mình, cái cây đèn pin đến từ Nectok. Cái mã sản phẩm là P83. Đây là một cái cây đèn pin rất đẹp các bạn. Các bạn có thể thấy này, thiết kế rất là nhỏ gọn, cầm rất là vừa tay các bạn. Trước khi tới cái nhân vật chính thì mình giới thiệu qua một chút về cái hộp của sản phẩm nha. Đây là đóng gói của P83. Các bạn có thể thấy ở đây cái thông số 1300 lumen là cái độ sáng tối đa này. Một vài thông tin nổi bật ở đây các bạn có thể thấy này. Cái đầu benzen thép đó nó được đính mấy cái hạt gốm siêu cứng các bạn, có tác dụng phá kính này. Và trên cái phần đầu đèn đó thì có cái đèn xanh đỏ có thể nhấp nháy này. Sử dụng một pin 18650. Khối lượng đèn rất là nhẹ các bạn, 177g, chưa bao gồm pin nha. Chế độ strobe là 1300 lumen các bạn, có chế độ sáng tức thời này. Cái mức trung bình là 350 lumen, thời gian sử dụng là 4 giờ 30 phút, mình thường sử dụng cái mức sáng trung bình này. Nói chung là đèn rất là hay các bạn, khi bật thì nó sẽ luôn vào cái độ sáng trung bình này. Đó. Còn cái led xanh đỏ ở bên cạnh đó, bên cạnh đèn này này thì nó sẽ có cái độ sáng là 2 lumen và thời gian sử dụng lên tới 35 giờ các bạn. Cái chế độ báo hiệu với lại cái đèn xanh này này 50 giờ. Rất là ổn đúng không ạ? Còn đây là phụ kiện đi theo đèn các bạn. Phụ kiện thì khá là đơn giản thôi. Chúng ta có một sách hướng dẫn sử dụng này. Hai cái răng chống nước thay thế này. Dây đeo của Nectok cũng khá là đẹp các bạn. Ở đây chúng ta có một cái cáp sạc nữa các bạn. Vậy là hết rồi. Nút bấm ở trên đèn thì sẽ có hai cái nút tách biệt nhau các bạn. Đấy, nút phía trên này này. Để kích hoạt cái chế độ strobe này. Đó, bạn thấy không? Cây đèn nó nhấp nháy với cái tần số thay đổi này. Rất là khó chịu các bạn. Nó thường được sử dụng để gây lóa mắt tạm thời đó. Các cái lực lượng thực thi pháp luật thì họ sẽ sử dụng cái chế độ này nhiều hơn. Còn bên dưới này, đó. Các bạn chạm vào thì nó sẽ bật cái chế độ sáng tạm thời. Đó, sáng tức thời đó. Cái chế độ này thì cũng phù hợp cho các cái lực lượng thực thi pháp luật. Họ sẽ giao tiếp với nhau bằng cái tín hiệu ánh sáng này đó. Nó sẽ không phát ra tiếng kêu. Rất là hay đúng không ạ? Còn khi muốn kích hoạt cái đèn đó thì chúng ta sẽ bấm xuống này. Đó, đèn nó kêu tách một cái. Thì đèn sẽ luôn vào cái độ sáng 350 lumen các bạn. Đây là một cái độ sáng rất là phù hợp để sử dụng hàng ngày các bạn. Đó. Chúng ta lại chạm để thay đổi đèn có 3 mức sáng các bạn này. Đây là cái viền benzen thép của đèn các bạn này. Đó. Trên này thì nhà sản xuất đính 3 cái viên gốm siêu cứng các bạn. Cái viên gốm này có tác dụng phá kính này. Không chỉ lực lượng thực thi pháp luật mà ngay cả chúng ta đó. Khi chúng ta mang theo cái cây đèn pin Nectok V83 này này. Những trường hợp mà ô tô gặp sự cố đó. Các bạn muốn phá kính thì dùng cái benzen thép này rất là ok nha. Đó. Rất là hay đúng không ạ? Và ở phía bên trong này là cái led của đèn bạn. Đó. Cái đèn của chúng ta đó thì nó sử dụng cái chóa sần các bạn, chóa sần cho cái beam nó mịn hơn.
Và ở trên cái thấu kính của đèn đó thì các bạn thấy không, nó có cái ánh tím, ánh xanh này đó, xanh xanh tím tím này, chính là đèn của chúng ta nó được phủ một cái lớp AR trên cái kính này, nó có tác dụng là tránh ánh sáng phát ra từ trong chóa đèn đó, nó dội ngược lại đó, nó tăng cái hiệu quả chiếu sáng. Còn cái phần nhựa ở đây các bạn, có phần nhựa đây đó, nhựa rất là cứng đây, chính là cái đèn led của đèn các bạn, cái đèn led xanh đỏ đó. Mình sẽ bật thử cho bạn coi nha, chúng ta sẽ giữ nút này trong 1 giây này. Đó, các bạn thấy không? Khi chúng ta giữ nút này thì đèn nó sẽ vào cái chế độ nhấp nháy này. Đây là một cái chế độ cảnh báo. Thì ở trong cái clip test lúc đầu các bạn xem đó thì các bạn có thể thấy này, ở cái khoảng cách rất là xa thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng này, mặc dù cái độ sáng nó rất là thấp, chỉ cỡ 2 lumen thôi. Đó, chúng ta có thể chuyển đổi qua lại này. Đây là đỏ này. Đây là xanh này. Đỏ này. Xanh này. Đó. Xanh đỏ nhấp nháy này, cái kiểu xe cảnh sát các bạn, rất là hay đúng không ạ? Đó, đỏ nhấp nháy, xanh nhấp nháy. Và khi chúng ta kích hoạt cái nét ở trên này này, chúng ta cũng có thể bật nét chính luôn nha. Bạn thấy không? Rất là đẹp đúng không ạ? Đó, đang ở chế độ strobe này. Chuyển sang đây này. Đó, chế độ strobe thì nó ưu tiên luôn nha các bạn. Tắt đi này. Bật cái này này. Đó, bạn thấy không? Đó. Bởi vì nhà sản xuất người ta định hướng đây là một cái cây đèn tác chiến mà, nên là họ sẽ ưu tiên cái chế độ strobe các bạn. Về cái thiết kế của đèn đó thì có một cái điểm cũng rất là độc đáo, đó chính là cái cổng sạc các bạn này, được tích hợp ở trong cái thân đèn, các bạn thấy không? Đây có một cái vị trí báo cổng sạc này, chúng ta sẽ xoay như thế này. Đó. Các bạn thấy không? Đây là cái cổng sạc USB-C trên đèn này, đó, nó được giấu trong đèn. Cực kỳ gọn bạn, nó giúp cái đèn của chúng ta nó liền lạc hơn này, nó chống nước cũng tốt hơn này, thay vì sử dụng cái lắp cao su thì đây là một cái thiết kế mình đánh giá rất là thông minh các bạn, rất là sáng tạo. Có hai cái dòng chống nước ở đây này. Đó, khi sạc xong rồi chúng ta lại xoáy nó lại. Cảm giác xoáy rất là tốt các bạn. Đó. Khá là đẹp đúng không ạ? Ở phía trên đầu đèn thì các bạn thấy không? Nhà sản xuất họ làm những cái gờ như này này. Đây nó có tác dụng chống trơn khi chúng ta để trên các mặt phẳng các bạn. Đó, cái đèn chúng ta nó không bị lăn. Từng cái điểm nhỏ trong thiết kế của laptop V83 thì mình đều rất là ưng các bạn. Cái nút bấm này cũng thế này, cái cảm giác bấm rất là tốt, mình chạm nhẹ nó đã sáng rồi. Đó. Cảm giác bấm rất là tốt các bạn. Và một cái điểm nữa mình cũng rất là thích ở cái thiết kế này, đó chính là bạn thấy cái dòng chữ này, nút bấm này, đó, tất cả các vị trí này nó đều thẳng hàng với nhau. Đó. Trước giờ thì các cái hãng đèn đợt này bắt đầu họ mới chú ý tới những cái chi tiết này. Trước đây thì những cái chi tiết như thế này này nó nhỏ nhỏ thôi, người ta nghĩ là không quan trọng, nhưng mà cái tính thẩm mỹ của đèn khi làm này nó tăng lên rất là nhiều nữa, thấy không? Đó, nó thẳng hàng hết với nhau này. Mình sẽ mở bên trong cho các bạn coi nha. Đây là cái lắp đuôi của đèn các bạn. Đó, lắp đuôi làm các cái vân nhỏ nhỏ này, có tác dụng chống trơn trượt này, chúng ta tháo ra thay pin cũng dễ hơn này. Đây là cái lỗ để xỏ dây các bạn. Các bạn có thể thấy ở đây có một cái vết lõm nhỏ nhỏ này. Cái vết lõm này do mình làm rơi đèn trong quá trình sử dụng nó. Cái độ cao khi đèn nó rơi là 1,2 mét các bạn. Nhưng mà nó chỉ lõm vào như thế này thôi. Cái nhôm hàng 06061T6 này xong rồi được alốt HA3 chuẩn quân sự lên, nó rất là cứng các bạn. Đây là bên trong đuôi đèn này. Đó, cái lò xo cũng rất là đẹp các bạn. Đèn thì tặng kèm một viên pin các bạn. Đây là viên pin tặng kèm này. Có cái dung lượng là 2600 mAh. Pin rất là ngon các bạn, rất là đẹp. Đây là cái ống thân của đèn các bạn, cái ống thân phải nói là nó dày các bạn, dày như là xe tăng luôn này nữa, nên là cái đèn này cái khả năng tản nhiệt cũng như là cái khả năng chịu va đập nó rất là tốt các bạn. Ở phía đuôi đèn nó thì cũng có một cái dòng chống nước ở đây, và cái bước gen ở trên đèn nó cũng rất là đẹp các bạn, cái bước gen vuông nên là nó cũng rất là bền, chúng ta có xoáy thoải mái thì cũng không lo hỏng cái bước gen này. Bây giờ mình sẽ gắn pin lại nha. Đó, các bạn thấy không? Cái lắp đuôi của đèn đó rất là êm đúng không ạ? Do cái bước gen người ta làm rất là tốt các bạn. Đó, tổng thể đèn rất là đẹp các bạn. Cái đèn laptop P83 này mình mua ở trên Mango với giá là 1 triệu 2 các bạn. Theo cái cảm nhận cá nhân của mình thì đây là một cái mức giá rất là hời các bạn. Chúng ta có một cái sản phẩm rất là đẹp, rất là nhiều tính năng này, cái độ hoàn thiện rất là cao. Thì hy vọng qua cái clip chia sẻ này các bạn có thể lựa chọn được cái sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.